Chào mọi người nha. Và đây là cách để đặt KTX không có cần tài khoản ở trên Naver. Thì mọi người vào ứng dụng Naver và gõ KTX Yame. Ở phần này thì mọi người gõ cái điểm bắt đầu. Ví dụ như mình đi từ ga Busan chẳng hạn. Và tôi chắc là cái nơi mà mình đến. Phải gõ bằng tiếng Hàn nhé. Sau đó chọn ngay. Rồi tìm kiếm. Mọi người có thể bấm vào cái tọa kỳ để cho nó xuất hiện thêm nhiều cái thời gian đấy. Và sau đó thì lựa chọn cái thời gian mà mình muốn đi. Rồi, tiếp theo là mọi người chọn cái số vé và cái chỗ ngồi của mình. Đặc biệt của Naver nó khác với cái app KTX ấy, thì mình có thể chọn được cái ghế mà mình thích. Chọn số ghế nhé. Sau khi chọn xong rồi thì mình tiếp tục thanh toán ấy. Và gõ cái số mã bí mật của cái tài khoản Naver của mình nhé. Để như thế này thì mọi người bấm vào đồng ý tất cả. Và bấm tiếp tục. Thanh toán. Bước này thì mọi người một là đưa cái thẻ của mình vào cái ô vuông vuông đó, hai là có thể tự nhập cái số tài khoản của mình. Và sau khi mà nhập xong thì mọi người bấm thanh toán là được nhé.